Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Những cái râu ria nhưng không nghĩ vào cái sự sống của mình. Và khi tôi suy ngẫm về điều này, tôi nhớ lại một câu Chúa Giêsu nói: hãy để ý, vì sự sống của người ta không phải tại cốt ở của cải dư dật đâu. Không phải điều đó. Khi Chúa Giêsu nói về câu này thì Chúa đang hàm ý rằng: con người ơi, hãy nghĩ về cái điều trọng yếu của sự mình đang ở trên đất đi. Hãy nghĩ về chính tấm lòng linh hồn mình đi. Hãy nghĩ về thực sự mình có đang sống không, hay là cả bao nhiêu năm trên đất mình đang nghĩ về những cái râu ria, giống như mình đi uống cà phê vậy đó, không biết người ta đang tống vào dạ dày mình cái gì, nhưng mà chỉ thấy hoa lá cành thôi, phải không ạ? Đây là sự thật anh chị. Cho nên ở trong Kinh Thánh có một khái niệm mà hôm nay tôi muốn chia sẻ dựa vào cái điều này. Trong Kinh Thánh có một khái niệm gọi là đồng vắng hay là hoang mạc đó. Và tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh ngày hôm nay về chủ đề này. Tại sao Kinh Thánh nói về đồng vắng? Tại sao Kinh Thánh nói về hoang mạc? Bởi vì anh em biết không, chỉ có tại nơi đó con người ta mới sực tỉnh cái thực tại của mình và suy ngẫm về chính mình, suy ngẫm về những gì mình đang có, suy ngẫm về cái điều mình đang đi và cái đích mình đang tìm về. Nếu như không vào trong đồng vắng đó, con người ta đang bị cám dỗ, bị thu hút bởi những điều không quan trọng trong cuộc sống này, và để rồi cuối cùng phải bỏ mạng ở trong cõi đời đời không hơn. Cho nên tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bài giảng hôm nay với hai câu chuyện ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 và Các Vua chương 19, Các Vua Nhất chương 19. Và hai câu chuyện nó cũng đều có một cái nội dung chính như cái điều tôi muốn nói. Có thể chúng ta sẽ chỉnh cái âm thanh và mình để yên đó thôi, không cần nhích lên nhích xuống nữa để cho nó không có hú. Và ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 đó anh chị em, mở đầu câu 1 nói rằng: vả Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Nói đến Môi-se, chắc anh chị em mình, những ai đã từng đọc Kinh Thánh đều biết, phải không ạ? Ông là một người rất là được trọng vọng ở trong Israel. Ông là một vĩ nhân, ông là một nhà tạo lập luật pháp, ông là nền tảng của nhiều luật pháp, nhiều quốc gia hiện tại đang sử dụng, phải không ạ? Ông được Đức Chúa Trời sử dụng một cách quyền năng, làm những dấu kỳ phép lạ. Phải nói thật sự là không ai làm nhiều như ông, quyền năng như ông, mạnh mẽ như ông. Nhưng mà mở đầu câu chuyện ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 thì chúng ta thấy rằng Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô là ông gia của mình. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam thì Môi-se đang đi chăn bò thuê, phải không ạ? Chăn bò thuê. Thậm chí ông đi chăn cừu mà không phải cừu của mình, không phải bầy của mình. Ông đang đi làm thuê, làm thuê cho ông gia của mình, làm thuê cho cha vợ mình. Và mỗi ngày như vậy ông phải lùa đàn cừu đi trong đồng vắng. Anh em đọc và nghiên cứu cái chuyện mà chăn cừu trong đồng vắng, anh em sẽ thấy nó cực nhọc hơn nhiều. Chăn bò ở Việt Nam còn sướng chán à, lùa đàn bò ra đồng cỏ xong rồi nằm dưới gốc cây bấm điện thoại sướng lắm. Nhưng mà chăn bò trong đồng vắng không phải vậy đâu anh chị em, vì cỏ không có nhiều, nó có từng cụm, từng chút, từng bụi dày ở trong hốc đá. Và những đàn cừu đó phải đi, đi hàng mấy chục cây số là chuyện bình thường, hàng trăm cây số là chuyện bình thường, cực lắm. Và có bao giờ anh chị em mình nghĩ tại sao Môi-se, một con người vĩ đại, mà lại có những giây phút này không? Tại sao? Phải không ạ? Chắc phải suy nghĩ. Khi chúng ta đọc đến đây phải suy nghĩ tại sao. Và tôi khuyên anh chị em khi đọc Kinh Thánh hãy đưa ra nhiều câu hỏi tại sao.
để mình học được những bài học quý giá. Lật lại lịch sử chúng ta sẽ thấy Môi-se được nuôi dưỡng trong hoàng cung của Ai Cập, và ông lớn lên trong một cái sự giáo dục tuyệt vời thời bấy giờ. Ông được bảo bọc nuôi dưỡng một cách hơn tất cả những người khác cùng thời với ông. Và trong công vụ chương 7 câu 22 nói rằng ông học được toàn bộ sự khôn ngoan Ai Cập và có cái sự sắc sảo trong lời nói và trong hành động. Môi-se là người đó. Nhưng một ngày nọ, khi ông đi ra cái công trường mà vua Ai Cập đang làm, đang xây dựng, thì ông thấy dân của mình khốn khổ. Dân của mình bị đánh, bị đập, bị hà hiếp, bị quất, bị đối xử rất là tồi tệ. Và ông đã nổi máu anh hùng của ông lên. Ông núm cổ một thằng Ai Cập, giết bén ông vùi xuống cát. Và ông về, ông nói: xong, hôm nay ta làm được một việc thiện. Và việc làm của Môi-se với một cái động cơ rằng muốn giúp cho dân tộc của mình đó, đã đẩy Môi-se vào thảm họa. Sau khi vua Ai Cập biết thì đã truy sát ông, và ông phải bỏ hoàng cung, ông phải rời cái vị trí của ông, ông phải quên đi những cung điện ngọc ngà, những bữa ăn ngon, những cái đầy tớ sẵn sàng để nghe lệnh của mình, để trốn vào trong hoang mạc. Và ở trong đó ông phải mất 40 năm để chăn cừu thuê cho cha vợ của mình. Và đây là mở đầu câu chuyện. Câu chuyện của Môi-se bước vào đồng vắng như thế nào? Câu chuyện đã đưa cuộc đời của Môi-se đi vào trong đồng vắng ra làm sao? Tôi nghĩ rằng trong 40 năm đó, Môi-se đã suy ngẫm rất nhiều, đọc rất nhiều. Có những lúc chắc chắn Môi-se đang muốn tìm hiểu tại sao cuộc đời mình lại đi đến giây phút này, và có lẽ nào mình sẽ kết thúc cuộc đời mình trong cái kiếp chăn cừu này sao? Tôi nghĩ Môi-se đã suy nghĩ rất nhiều, cũng như chúng ta đây. Có những lúc Đức Chúa Trời cho phép chúng ta để chúng ta phải suy ngẫm về nhiều điều trong cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta bệnh, chúng ta chỉ biết đến bác sĩ để uống thuốc, nhưng hiếm khi chúng ta nằm suy nghĩ sao mình bệnh. Không có được sự bình an, cãi vã liên tục, chúng ta chỉ biết gồng mình lên để cự cãi. Chúng ta đôi khi chỉ biết cho mình là đúng và đổ hết lỗi cho người bên cạnh, nhưng không bao giờ và rất hiếm khi chúng ta nằm xuống và suy nghĩ tại sao gia đình mình bất an. Rất hiếm, phải không Giang? Và nhiều điều khác nữa, nợ nần, bị ác mộng, bị nhiều điều, chúng ta chỉ luôn luôn tìm cách để giải quyết nó, che đậy nó, xoa dịu nó. Nhưng hiếm lắm chúng ta nằm để suy nghĩ về cái nguyên nhân. Và anh em biết không, Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta biết cái nguyên nhân đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ý thức được tại sao những cái điều khốn khổ lại đến cho chúng ta hôm nay. Giống như câu kinh thánh anh em vừa đọc, kẻ ngu dại vì sự gian ác mình mà bị. Chúa phải hạ lòng họ xuống, Chúa phải đưa anh em mình, đưa chúng ta vào trong đồng vắng. Để làm gì vậy? Để giết chết chúng ta trong đồng vắng, phải không? Không. Ngài đưa chúng ta vào đồng vắng để chúng ta có đủ thời giờ, đủ sự tĩnh lặng, đủ sự yên ổn, đủ cái điều kiện để chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ rằng Môi-se đang suy ngẫm. Và cái suy ngẫm của Môi-se rất dài, dài hơn nhiều chúng ta. Ông mở 40 năm để suy ngẫm. Phải không ạ? Đôi khi mình suy ngẫm 15 phút đã thấy chán rồi, nhưng ông suy ngẫm 40 năm.
Và cái đoạn kinh thánh mà anh chị em vừa đọc đó là hôm đó ông trang bày chiên của mình đến chân núi Horeb. Và đọc tiếp theo chúng ta sẽ thấy gì ạ? Câu 2 ha. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa. Đây là điều mà chúng ta mong ước. Đây là điều mà cuối cùng hay là điểm đến của đồng vắng. Chúng ta ao ước rằng cuối của những suy ngẫm của cuộc đời mình, chúng ta gặp gỡ được Ngài để tìm thấy câu trả lời. Anh em biết điều đó xảy ra cho Môi-se ở đâu? Núi Horeb. Núi Horeb gọi là núi của Đức Chúa Trời, mà nghĩa ngữ trong Hebrew gọi là đỉnh núi hoang vắng và tuyệt vọng. Nó có nghĩa như vậy. Chẳng phải Horeb núi của Đức Chúa Trời có nghĩa là cây xanh mát mẻ, đá rồi nước chảy róc rách, không quên cái ý tưởng đó đi nha anh chị. Không có nước chảy róc rách gì ở đó cả. Núi Horeb là núi của sự tuyệt vọng và hoang vắng. Và nơi đó Môi-se gặp Chúa. Anh em hãy suy ngẫm về điều này. Có phải những lúc dưới đáy của cuộc đời chúng ta hay gặp Chúa không? Có phải những lúc chúng ta tuyệt vọng vô cùng, cùng đường rồi, không ai giúp đỡ, không lối thoát, không giải pháp, chuẩn bị chết rồi, thì nơi đó chúng ta gặp Chúa, phải không anh chị em? Cho nên tôi muốn khích lệ chúng ta rằng đừng khinh thường những giây phút đồng vắng trong cuộc đời này. Đừng tuyệt vọng đến mức độ vứt bỏ tất cả. Anh em ơi, khi con người ta cùng đường thì lúc Đức Chúa Trời mở lối. Trong tuyệt vọng của con người lại là cơ hội cho Đức Chúa Trời cứu người đó. Hôm nay có thể anh em đang ở trong bệnh tật, nợ nần thiếu thốn. Anh em không biết đường để đi. Anh em đang tuyệt vọng. Anh em đang cảm thấy rằng mình không còn một cái cơ hội nào nữa trong cuộc đời này. Mất hết cơ hội rồi, kinh tế thì khủng hoảng. Đây chỉ là mới bắt đầu cuộc khủng hoảng. Còn những năm tiếp theo thì sao? Anh em nằm đêm suy nghĩ và có thể anh em không ngủ được. Nhưng anh em ơi, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang cho phép để rồi anh em suy ngẫm nhiều hơn về quá khứ của mình, những hành vi trong quá khứ của mình, những quyết định thiếu khôn ngoan trong quá khứ của mình, những cái điều không có đẹp lòng Chúa trong quá khứ của mình. Và anh em sẽ học được bài học cho cuộc đời của anh em trong tương lai. Đức Chúa Trời cho phép. Ở đây Môi-se, ta trở lại với vấn đề của Môi-se. Tại sao Môi-se bị vứt vào đồng vắng? Tại vì Môi-se đã muốn thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời theo cái cách của mình. Phải không em? Rõ ràng Đức Chúa Trời muốn cứu dân Israel. Rõ ràng Chúa đã nhìn thấy sự đau khổ của dân Ngài, và Ngài có một kế hoạch để cứu dân Ngài. Và điều đó đã tác động đến tấm lòng của Môi-se. Nhưng mà Môi-se lại thực hiện kế hoạch của Chúa theo cái cách của ông, theo cái ý của ông, theo cái đường lối của ông, theo cái điều ông nghĩ là đúng. Và sự đó anh chị em đã gây lên thảm họa và đẩy Môi-se mất 40 năm trong đồng vắng. Anh em tưởng tượng không ạ? Bài học là gì? Bài học là gì anh chị em? Tôi nghĩ chúng ta sẽ học được bài học ở đây. Bài học là nếu chúng ta dựa vào năng lực của mình, trí khôn của mình, tài trí của mình, đường lối của mình để thực hiện ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì điều đó dẫn chúng ta vào thảm họa và thất bại. Không thể nào, không thể nào. Vì Kinh Thánh chép đường lối của Chúa khác đường lối chúng ta, ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta. Chúng ta không thể dò, không thể biết được. Và Môi-se đã bị bỏ vào trong đồng vắng bởi vì những cái điều ông đã sai lầm trong quá khứ. Và tôi nghĩ ngày hôm nay ông đã bắt đầu
có 40 năm suy ngẫm và bắt đầu thiên sứ hiện ra với ông. À, thiên sứ hiện ra với ông. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp những điều diệu kỳ sau 40 năm của Môi-se. Và chúng ta sẽ đọc thấy Môi-se bèn nói rằng ta hãy tể bước lại đặng xem sự lớn này, vì cớ sao bụi gai cháy chẳng tàn chút nào. Môi-se tò mò, không ạ? Tôi nghĩ rằng tôi trong trường hợp Môi-se tôi cũng tò mò vậy. Nó lạ, sao lại có một bụi gai mà nó cháy miết không ta? Chuyện này là rất lạ, đúng không ạ? Nhưng không phải tất cả đều như chúng ta đâu. Có một số người thấy phép lạ của Chúa xảy ra hội thánh này, hội thánh nọ, thôi tránh đi, quỷ làm đấy. Và cả cuộc đời họ tiếp tục trong đồng văn. Phải không ạ? Ngày hôm đó nếu Môi-se nói bụi gai cháy này là quỷ làm, thôi mình dắt chiên đi chỗ khác đi, thì Môi-se tiếp tục bỏ mạng trong đồng. Môi-se chẳng có gì thay đổi. Môi-se chẳng trở nên vĩ đại. Môi-se chẳng có cơ hội để được nói chuyện với Chúa. Anh em ơi, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của phép lạ. Và Ngài làm phép lạ để thu hút con người. Ngài làm phép lạ để kéo con người lại gần Ngài. Ngài làm phép lạ để con người qua phép lạ thấy và tin Ngài và được giúp đỡ. Cho nên tôi muốn nói với tất cả anh chị em, cũng như những anh chị em đang theo dõi hội thánh qua kênh truyền thông này, đừng bao giờ dị ứng với phép lạ. Nếu các bạn dị ứng với phép lạ, các bạn sẽ bỏ mất cơ hội trong cuộc đời của mình. Ở đây một bụi gai đang cháy không tàn. Môi-se thấy tò mò, nhưng ông không tháo lui, ông tiến tới. Và từ trong bụi gai có tiếng phán. Không ạ? Từ trong bụi gai có tiếng phán. Hỏi Môi-se, hỏi Môi-se, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài nói: ta là Đức Chúa Trời tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời Isaac, Đức Chúa Trời Jacob. Môi-se che mình, mặt mình lại vì sợ nhìn đến Chúa. Anh em thấy chi tiết tuyệt vời phải không ạ? Và rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh, khi một con người gặp Chúa, Chúa hay nói câu đầu tiên là gì? Cởi giày người ra, chỗ này là thánh. Tôi thấy có mấy cái nơi đình chùa miếu mạo thờ quỷ nó cũng bắt chước ở chỗ này, không ạ? Bước vô bạn bỏ dép ra đi. Nhưng mà chúng nó có thánh đâu, chúng nó còn ô uế hơn cả mình nữa chứ. Mình bắt chước thôi. Mà Chúa thánh thiệt, cho nên bỏ giày ra. Cái biểu, cái hiện tượng bỏ giày ra, cởi giày ra, nó mang ý nghĩa là gì anh chị em? Nó mang ý nghĩa là tất cả những công trình nào, những sự việc nào, những đồ vật nào do con người làm ra thì không có chỗ đứng trong cõi linh thiêng của Đức Chúa Trời. Cho nên những ý tưởng của con người, những cái sự con người nghĩ, những phương pháp của con người, cách thức của con người không thể nào bước vào kế hoạch thiêng liêng của Chúa đâu. Cởi bỏ hết đi, cởi bỏ hết, để rồi con người đó bắt đầu được gặp gỡ Đức Chúa Trời mình một cách trực diện, để rồi Chúa phán cho con người đó cách của Ngài, Chúa nói cho con người đó phương pháp của Ngài, Chúa cung cấp cho con người đó cái dụng cụ của Ngài, cách thức của Ngài, tài vật của Ngài để làm thành sứ mạng của Ngài. Đừng đem gì của chúng ta vào trong kế hoạch Ngài. Và ở đây Môi-se bắt đầu nói rất là nhiều câu, và tôi không có thời giờ để đọc hết, nhưng tôi tóm tắt lại ý Đức Chúa Trời muốn Môi-se trở về để nhân danh Chúa dẫn dân tộc Do Thái ra khỏi Ai Cập. Vẫn là kế hoạch ban đầu thôi, vẫn là ý chỉ của Ngài ban đầu thôi. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời quyết định, sau khi Môi-se suy ngẫm trong đồng vắng 40 năm và sự thất bại của mình, thì một lần nữa Đức Chúa Trời đến tiếp cận Môi-se, giao cho Môi-se một nhiệm vụ: trở về
để dẫn dân Ai Cập, à, dẫn dân Gia Thái ra khỏi Ai Cập. Và bây giờ chúng ta hãy xem một điều rất là thú vị ở đây, rất là thú vị ở đây, mà chúng ta sẽ biết. Bây giờ Đức Chúa Trời nói ha, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Cũng trong chương 3 hoặc chương 4. Chương 4 đi, từ câu 10. Khi mà câu chuyện đó nói nhiều rồi, thuyết phục nhiều rồi, thì trong câu 10, Môi-se mới nói thế này anh chị em. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kể tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Tôi muốn chúng ta học câu này. Nếu anh em dở sách Công vụ Sứ đồ chương 7 câu 22 ra, thì Môi-se là một người học tất cả sự khôn ngoan của Ai Cập, là một người tuyệt hảo trong lời nói và việc làm, một nhà hùng biện, một nhà diễn thuyết, một nhà lãnh đạo tài ba, được đào tạo bài bản. Nhưng sau 40 năm, ông nói từ hôm qua hôm kia cho đến hôm nay, lạy Chúa con không biết nói gì. Em có suy nghĩ điều này không? Tôi đọc chỗ này tôi suy nghĩ, không lẽ sau 40 năm rồi là ông quên hết rồi? Không thể quên, không thể quên đâu. Ông là người được đào tạo. Ông bảo thậm chí còn nói miệng lưỡi tôi ngập ngừng nữa. Cả lắm. Ý ở đây là gì đấy anh chị? Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này và thấy rằng cái ý của Môi-se đó không phải ông nói với Chúa rằng ông không biết nói, nhưng ý của Môi-se ông muốn nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đã từng nỗ lực làm điều này, con đã từng giết chết vùi dập một người Ai Cập để cứu dân Ngài ra, con đã từng làm, nhưng con thất bại, con phải bị thảm họa trong đồng vắng 40 năm nay. Rồi bây giờ Chúa ơi, thú thiệt với Chúa là đến thời điểm này, đến ngày mà con nghe lời Chúa phán, thì trong tư tưởng con cũng chưa có một giải pháp nào. Con không biết cách gì để làm đâu Chúa. Con không nói được điều gì đâu Chúa. Con không thể nào thuyết phục được ai đâu Chúa. Chúa ơi, con không thể làm nếu không có Ngài. Anh em hiểu ý Môi-se muốn nói không ạ? Sau 40 năm, một Môi-se khác rồi. Qua đồng vắng đã nhào nặng Môi-se, và Môi-se khác rồi. Môi-se trước kia là một Môi-se sao ạ? Lại đây, đạp mày xuống đất, tại sao mày dám hành dân ta? Một Môi-se lúc nào cũng dựa vào sức lực trí khôn, địa vị, quyền thế, tiền bạc, cái gọi là xuất thân của mình để mà giải quyết và làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng sau 40 năm, một Môi-se cũng Môi-se đó, nhưng Môi-se nói: Lạy Chúa ơi, con không biết nói gì, con không biết làm gì, con không biết làm cách nào, con đầu hàng rồi, con không thể làm được gì Chúa ơi nếu Ngài không chỉ cho con cách. Đây là một Môi-se mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy. Amen nhé. Và tất cả cuộc sống chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta muốn phục vụ Ngài, nếu chúng ta muốn bước vào kế hoạch của Ngài, đi trong vinh quang quyền năng của Ngài, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ quẳng mỗi chúng ta vào trong đồng vắng, để rồi anh em sẽ nói: Lạy Chúa, ngồi Ngài ra con chẳng làm được gì hết. Con không thể dùng tiền, dùng bạc, dùng bằng cấp, dùng mối quan hệ, dùng cái nọ, dùng cái kia để làm công việc của Ngài. Con thất bại rồi. Con cùng đường rồi. Con đang tuyệt vọng rồi. Bây giờ Chúa ơi, hãy chỉ cho con đường lối của Ngài. Đấy là đồng vắng. Đấy là mục đích của đồng vắng. Anh em ơi, con người mình ngó vậy thôi á, nhưng mà nó cứng cỏi lắm. Con người mình ngó vậy thôi á,
Nhưng mà nó không phải vậy đâu. Đôi khi mình nghĩ mình tốt lắm, nhưng thật ra chẳng tốt gì đâu. Mình hay lầm tưởng mình, mình hay ảo vọng về chính mình, mình hay tự tin thái quá về mình, mình hay đánh giá mình cao hơn những gì mình có. Đó là xu hướng. Vì cái bản chất kiêu ngạo của Satan nó đã ở trong máu của con người từ lúc mới sinh. Satan sa ngã vì gì anh chị em? Tự tin quá, nó nói nó phải nhấc ngai của nó lên cao bằng Đức Chúa Trời, nó mới thích. Thấp một tí không thích. Đấy là nguyên nhân. Và con người chúng ta khi muốn phục vụ Ngài, bước đi trong đường lối Ngài, thì Đức Chúa Trời dùng đồng vắng để hạ cái tính khí kiêu ngạo của con người xuống, hạ cái sự tự tin của con người xuống, hạ những cái gì mà con người dựa dẫm xuống, để rồi con người đó chỉ biết nói với Chúa rằng lạy Chúa, không có Ngài thì con là đồ vô dụng. Đây là điểm đến của Môi-se. Và kể từ đó Môi-se trở thành người vĩ đại thật sự. Trên một nguyên tắc mà chúng ta học được trong bài học của cuộc đời của Môi-se là gì đây? Là Môi-se bước vào trong đồng vắng để chỉ học được đúng một chân lý thôi. Đó là để biết mình phải cần Chúa để thành công. Thế thôi. Biết mình cần Chúa để thành công. Tôi không hiểu rằng tất cả anh em mình ngồi đây đã học được bài học đó chưa? Anh em ơi, anh em cần Chúa để thành công. Bất kể lĩnh vực nào anh em đang làm. Anh em là một nhà kinh doanh, anh em là một mục sư, là một truyền đạo, hay là một người nào đó, anh em muốn đạt được đỉnh cao trong cái lĩnh vực của mình, tôi nói xác quyết với anh em rằng anh em cần Chúa 100% để thành công. Sức của mình chỉ đem đến thảm họa và thất bại. Điều gì xảy ra nếu như lúc đó Môi-se có quân đội anh chị, cái lúc mà ông giết người Ai Cập á, điều gì xảy ra nếu lúc đó Môi-se là được Pharaoh giao cho một binh quyền nào đó, có vài vạn quân chẳng hạn, tôi nghĩ rằng máu đổ đầu rơi, có phải chứ? Máu đổ đầu rơi. Cuộc chiến nào mà chẳng có người chết? Có thể đem được dân ngay Do Thái ra khỏi đầu Ai Cập, nhưng thay vào đó có thể hàng vạn sinh linh đã ngã xuống. Như anh em thấy không à, sau khi Môi-se đầu phục Chúa thì Môi-se đã được Chúa sử dụng để đem 2 triệu dân Ai Cập ra, mà có ai chết không anh chị em? Có ai đầu rơi máu chảy không? Mà thậm chí còn được cho vàng cho bạc để đi nữa. Sướng quá. Làm theo cách của Chúa luôn là tốt hơn, sáng suốt hơn, hiệu quả hơn và êm ái hơn. Cho nên thưa anh chị em, Chúa có nhiều cách để làm cái kế hoạch của Ngài qua cuộc đời của mình. Nhiệm vụ của anh em là hãy lắng nghe được Ngài, đầu phục Ngài. Đó là đồng vắng của Môi-se. Bây giờ sang một câu chuyện khác. Ở trong Các Vua chương 19 nha anh em. Các Vua nhất chương 19. Rồi. Eli tại đồng vắng. Ok. Eli tại đồng vắng. Tương tự câu chuyện kia, nhưng nó lại là một con người khác. Môi-se, Eli. Eli sau Môi-se nhiều năm. Và anh em nhớ không, hai con người này đã từng hiện ra nói chuyện với Chúa Giê-xu. Hai con người này đặc biệt, hai con người này tuyệt vời. Và trên đỉnh núi Hóa Hình, chính họ đã hiện ra nói chuyện với Chúa Giê-xu về cái kế hoạch cứu rỗi, về cái sự chết của Ngài trên thập tự giá. Cho nên ở đây có một điều gì đó rất chung. Đó là Kinh Thánh chép rằng Ê-li ở trong đồng vắng và cũng tại cái núi gì nhé? Horeb luôn. Tại núi Horeb luôn. Tại Eli ở đây. Cũng là một câu hỏi
chúng ta cần suy ngẫm buổi sáng hôm nay. Eli vừa giết 850 người, lửa từ trời vừa giáng xuống. Eli nóng nảy cho sự trở lại của dân Israel với Đức Chúa Trời của mình. Eli không thể ngủ yên được vì thấy dân của mình thờ lạy thần tượng. Eli đã có một cái sự nóng, nóng như lửa. Phải không ạ? Nóng như lửa. Và ông là tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy một Eli ở trong đồng vắng. Và chúng ta thấy một Eli ngồi dưới gốc cây và xin được chết. Ai trong chúng ta đã một lần xin được chết chưa? À, con người ta xin được chết khi họ cùng đường tuyệt vọng. Và tại núi Horeb này, một đỉnh núi hoang vắng tuyệt vọng, Eli xin được chết. Và khi ông xin được chết thì chắc chắn ông nghĩ về nhiều điều lắm. Ông nghĩ là lạy Chúa, con vừa mới nỗ lực để giết 850 thằng, mà rồi bây giờ nó đòi lấy mạng của con. Giê-sa-bên đã nói một lời mà con phải chạy bạc mạng đến đây. Nó nói rằng hôm nay nó sẽ thề trước thần của nó lấy mạng của con, và con phải chạy học mạng đến đây. Bây giờ mệt quá rồi, Chúa ơi, con xin được chết. Anh em thấy không ạ? Có một điều gì đó chúng ta phải học bài học ở chỗ này. Eli là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Rõ ràng nhiệm vụ của một tiên tri là giáo huấn đưa dân tộc mình trở lại với Đức Chúa Trời. Ông hãy giảng ra những lời của Đức Chúa Trời. Ông hãy làm những phép lạ quyền năng. Nhưng có lẽ theo ý kiến cá nhân, ông đã quá sốt sắng đến mức độ hạ sát 850 con người, và điều đó gây thảm họa cho ông. Ông không phải là một chính trị gia, ông không phải là một tướng cầm quân. Đằng sau ông không có gì cả. Ông không có vũ khí, ông không có gươm dao. Cho nên trong cái lúc phấn khích, dân chúng bảo giết, 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 và ông cho giết 850 thằng xong xuôi rồi, nhà ai về nhà nấy ngủ, còn mình ông. Và Giê-sa-bên nói: mày đó, bây giờ đến lúc tao xử mày, ai bảo vệ mày? Dân chúng mà hô hào giết giết đó đi đâu hết rồi? Trốn hết rồi, trốn hết rồi. Và nếu anh em đọc Kinh Thánh sẽ nghiệm và hiểu điều này. Nhiệm vụ tận diệt những tế lễ của thần Ba Anh nằm ở Giê-hu. Giê-hu là tướng mà Đức Giê-hô-va sức dầu cho để làm vua. Anh em thấy không? Đằng sau Giê-hu có gì anh chị em? Binh lính, ngựa, gươm, xe, quyền lực. Và Giê-hu đã giết sạch không còn một kẻ nào Ba Anh ác tặc tê hết. Giết sạch cả dòng dõi Ahab, giết luôn Giê-sa-bên lộn cổ từ trên đầu xuống, máu phun ra cho đến liếm luôn. Giết sạch. Câu chuyện đó để cho chúng ta một bài học là: điều gì đã đưa Eli đến ngồi dưới gốc cây và đồi chết? Lại lặp lại cái điều mà Môi-se, ông quá sốt sắng. Rồi sau đó sao anh chị em? Chúa vẫn thương xót Eli. Chúa cho thiên sứ đến, cho ông ăn cái bánh với uống bình nước, và đi 40 ngày. Công nhận cái chỗ này hay. Ăn một cái bánh uống bình nước thôi, đi bộ 40 ngày. Và ông đi vô trong một cái hang, ông nấp trong đó, nấp trong đó. Bảo đi đi, đừng ở đây, nó sẽ tìm giết mạng con, đi. Và khi ở trong hang, anh chị em đọc tiếp sẽ thấy, phải không ạ? Đọc tiếp sẽ thấy. Bây giờ tôi đọc anh chị em nghe. Đến nơi, vào trong hang đá, câu 9 đó, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người: hỏi Eli, ngươi làm chi ở đây? Người thưa rằng:
tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bỏ giao ước Ngài, phá hủy bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cấp mạng sống của tôi. Anh em thấy không ạ? Ê-li lúc nào cũng lặp lại: tôi rất nóng nảy sốt sắng, tôi rất nóng nảy sốt sắng, tôi nóng nảy sốt sắng. Và Ê-li lặp lại gì ạ nữa anh chị em? Chỉ có một mình tôi thôi. Hãy nhớ hai chi tiết nữa. Ê-li lúc nào cũng nói với Chúa: Chúa ơi, không ai sốt sắng vì công việc Ngài hết, chỉ mình con thôi. Và Chúa muốn dạy cho Ê-li bài học chỗ này. Cho nên Ngài đã đưa ông vào đồng vắng. Nơi đó Chúa hỏi ông làm chi ở đây, thì ông lại lặp lại cái điều ông đang có. Cuộc đời ông là vậy đó, ông sốt sắng vì Chúa. Và ông nói rằng cả thế gian này chỉ có một mình ông phục vụ Chúa thôi, còn tất cả chúng nó thờ Ba-an với Ác-tạc-tê hết rồi. Và bắt đầu Đức Chúa Trời phán với người rằng: hãy đi ra, ra khỏi cửa hàng, đứng tại núi trước mặt Chúa. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm cho tan nát các hòn đá, nhưng không có Chúa Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa hừng, nhưng không có Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chúa đang dùng cảnh tượng này để dạy cho Ê-li một bài học. Hỡi Ê-li, để giải quyết sứ mạng của ta, không chỉ có năng quyền đâu, không chỉ có lửa từ trời xuống đâu, không chỉ có những dấu kỳ phép lạ là xong đâu. Ngươi còn cần thêm một điều nữa, đó là sự chỉ dẫn chi tiết từ miệng của ta. Ê-li là một tiên tri làm rất nhiều phép lạ, 16 phép lạ. Những phép lạ nào? Phép lạ nấy độc đáo. Gọi lửa từ trời, cầu nguyện làm không mưa 3 năm rưỡi, cầu nguyện lại là mưa. Và làm những điều mà vua Ahab là phải đi tìm giết ông khắp mọi nơi, bởi vì cái ông này phá rối quá. Tự nhiên là tại sao cầu nguyện để hạn hán, giờ chúng ta tìm nước uống không có, tìm giết. Ahab vì lòng sốt sắng, Ê-li vì lòng sốt sắng đã gây lên nhiều thù nghịch. Nhiều thù nghịch. Và ông nghĩ rằng những phép lạ ông làm chắc người ta sẽ trở lại với Chúa. Nhưng mà không, ông càng làm những phép lạ đó thì người ta lại đi tìm giết ông nhiều hơn. Anh em thấy không ạ? Và ở đây Chúa đã đưa ông vào trong hang đá, làm ba phép lạ lớn lao, xé núi ra. Một ngọn gió xé núi ra, một ngọn lửa hừng, và làm nhiều điều. Nhưng mà Chúa cho Ê-li biết rằng không có Chúa trong đó hoàn toàn, Chúa không tham gia vào đó chút nào. Rồi sau đó có một tiếng phán nhỏ nhẹ, và tiếng phán đã nói: hỡi Ê-li, ngươi làm chi ở đây? Lại hỏi một lần nữa. Đức Chúa Trời hỏi đi hỏi lại: ngươi làm cái gì? Ngươi làm phương pháp gì? Tại sao là cuộc đời của ngươi lại có cái cảnh tượng này? Ngươi là một tiên tri của ta, bây giờ lại núp vô hang đá chạy trốn Giê-sa-ben như thế này. Và Ê-li lại bào chữa cho chính mình một lần: lạy Chúa, tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Ngài đã bội ước của Ngài, phá hủy đền thờ Ngài, rồi dùng gươm giết tiên tri Ngài. Lại một lần nữa sao anh em? Chỉ một mình tôi còn lại. Cứ lập đêm lại đó. Và Chúa nói như thế này: thôi Ê-li, ngươi bớt đi. Bây giờ ngươi hãy đi sức dầu cho Giê-hu, sức dầu cho Giê-hu làm vua, sức dầu cho Ha-sen làm vua Syri, sức dầu cho Ê-li-xê làm tiên tri thế cho ngươi. Sau khi Chúa ban cho mệnh lệnh đó rồi, Chúa chốt lại một câu: nhưng ta còn để dành cho ta nhiều anh giác 7.000 người nữa. Ngươi đừng có nói ngươi chỉ một mình.
cứ một mình lúc nào cũng một mình. Đúng là thiếu hiểu biết. Cho nên có một số người chỉ một mình thôi, bây giờ đang phục vụ Chúa thôi, tất cả đều bại hoại hết rồi. Quên chuyện đó đi anh chị em. Còn 7.000 người là đất nước này còn có rất nhiều người đang phục vụ Đức Chúa Trời ở đây. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của Chúa thôi. Amen chứ. Mà nếu không amen điều đó thì Chúa sẽ quẳng anh em vào đồng vắng để amen. Ok thôi. Và ở đây Chúa nói rằng Chúa muốn dạy cho Eli một bài học rằng Eli, con không thể làm việc một mình. Con phải sức dầu cho Nesen làm vua Syria để nó giúp con. Con phải sức dầu cho Jehu làm vua Israel để nó diệt Ahab với lại diệt ba anh cho con. Con phải sức dầu cho Elise để nó làm tiên tri thế cho con, và nó sẽ làm gấp đôi phép lạ của con. Nó sẽ thu phục được nhân tâm giúp con, chứ không phải vua cứ suốt ngày đuổi giết con không đâu. Anh em thấy cuộc đời Elise khác Eli không? Vua Israel đến với Elise nói rằng: ôi lính kỵ của Israel, cha của Israel, giúp con với. Vua đấy. Cuộc đời Elise khác Eli nhiều. Mặc dù Elise là học trò của Eli, và Elise nhận được sự sức dầu gấp đôi Eli, làm 32 phép lạ. Nhưng mà xin thưa anh chị em là ông không có giết 1.700 người. Có chỗ nào Kinh Thánh nói Elise giết 1.700 người không? Eli giết 850 người, nhưng Elise không có làm điều đó gấp đôi. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy một bài học rất là đáng giá để cho Eli cũng như chúng ta làm gương, rằng là anh chị em ơi, chúng ta phải biết rằng, mình cần người khác để thành công. Bài học của Môi-se là gì anh chị em? Mình cần Chúa để thành. Bài học thứ hai là gì? Mình cần người khác để thành công. Không ai thành công một mình hết. Không ai trên cõi đời này mà thành công một mình. Chúng ta cần những người bạn tốt, chúng ta cần những cộng sự tốt, chúng ta cần những người giúp đỡ tốt, chúng ta cần những nhà tư vấn tốt, chúng ta cần những người thực sự cộng tác với mình tốt để hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời. Không có một sư nào mà chiến đấu mình cả. Dân sự bỏ đi nghe, giảng cho ai? Bây giờ anh em đi ra về hết thì tôi giảng cho ai đây? Giảng ghế nghe. Bây giờ nếu đến đây mà không có anh em thì làm sao chúng ta có buổi nhóm này? Không có những anh em tiếp đón, không có những anh em đàn hát, không có những anh em chuẩn bị cho, hướng dẫn cho những cái lời Chúa thì làm sao chúng ta có buổi nhóm này? Cho nên chị em ơi, nói một cách nhỏ nhoi hơn một chút, đó là trong hội thánh, tín đồ cần mục sư và mục sư cần tín đồ. Nhân sự chúng ta cần nhau, và chúng ta làm một trong Chúa để hoàn thành sứ mạng của Ngài. Amen. Bài học là chúng ta cần người khác để thành công. Chúng ta không thể thành công một mình. Nếu như chúng ta chưa học được bài học này, chúng ta quá tự tin vào sức mình, quá tự tin rằng mình là Superman ở trên đời này, tức là ngôi sao trên đời này. Chỉ có mình tôi giảng lời Chúa mới hay thôi, chỉ có mình tôi đặt tay cầu nguyện mới được thôi, chỉ có mình tôi đủ quỷ mới được thôi. Thì ok anh em đuổi đi, đặt tay đi, cầu nguyện đến há hốc mồm le lưỡi ra lăn xuống. Tất cả chúng ta làm một mình. Bài học đó cũng là bài học của David dân Gi-ôn. Trong lúc tuổi trẻ, ông dựng hội thánh 2.000 người, báp têm nước cũng ông, làm lễ tiệc thánh cũng ông, đi thăm viếng cũng ông, dạy nhóm tế bào cũng ông, cái gì cũng ông. Sau 2 năm ngã xuống gục luôn, gượng dậy không được. May là Chúa còn thương xót. Chúng ta không thể thành công một mình. Chúng ta cần những người giúp đỡ tốt trong cuộc đời này. Đôi khi trong cuộc sống, gia đình chẳng hạn, tại sao ly hôn, tại sao ly dị? Tại vì người vợ, người chồng nghĩ rằng mình không cần người kia, hết cần.
và đi đến những cái điều rất là đau buồn. Tại sao hội thánh chia rẽ? Tại sao hội thánh không hiệp một được với nhau? Tại vì những người làm công việc trong đó nghĩ rằng tôi làm tốt hơn anh, không cần anh đi chỗ khác. Và cuối cùng công việc của Đức Chúa Trời bị tổn hại. Và cuối cùng chúng ta bị đuổi bắt, bị đàn áp, bị áp lực. Và có thể đến mức rằng ngồi dưới gốc cây và xin được chết. Cho nên tôi nói với anh chị em, nếu chúng ta làm việc một mình thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ đến ngồi dưới gốc cây và xin được chết. Vì mệt mỏi quá, áp lực quá, khốn cùng quá. Cho nên anh chị em ạ, vợ cần chồng, chồng cần vợ. Amen. Con cái cần bố mẹ, bố mẹ cần con cái. Amen. Trong hội thánh, mục sư cần nhân sự, cần tín đồ, tín đồ nhân sự cần mục sư. Chúng ta tương trợ nhau để hoàn thành sứ mạng của Chúa. Amen chứ. Đây là bài học mà nếu chúng ta không học được thì đồng vắng sẽ dạy chúng ta. Tôi nghĩ rằng ít ai anh chị em mình thích vô đồng vắng, đúng không? Đồng vắng hoang mạc lắm, đồng vắng hoang sơ lắm, đồng vắng chỉ có những trận bão cát, đồng vắng không có người, không có nước, không có lương thực, không có sự giúp đỡ. Cho nên nếu chúng ta bị bỏ vào đó thì tôi nghĩ rằng cũng là tình thế bắt buộc thôi. Đức Chúa Trời phải quẳng chúng ta vào đó. Bởi vì đôi khi chúng ta cứng đầu quá, chúng ta bảo thủ quá, chúng ta khó dạy quá, thì phải đưa vào. Eli, Môi-se đã bị quẳng vào đó. Để rồi Eli học được bài học rằng hãy san sẻ cho người khác. Eli không có tính chất đó. Tại sao tôi nói điều này? Anh em nhớ câu chuyện Elise đi theo Eli không? Eli đuổi Elise mấy lần? Người ta nói rằng Eli kiên trì, Eli tốt, Eli thế này nọ. Nhìn xin thưa, hãy nhìn thêm một khía cạnh nữa. Ông Eli này, ông Elise thì ông theo là một chuyện rồi. Nhưng ông Eli này cũng kỳ cục lắm cơ. Một môn đồ đi theo mình, hầu việc mình, hầu hạ mình, mà suốt ngày cứ đuổi thôi. Mày ở đó, tao đi. Đừng theo tao làm chi. Đừng theo. Mày định ăn ké sự sức dầu tao mà không được đâu. Đi 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 đi. Ở lại sông Giô-đanh đi. Ở lại Jericho đi. Ở lại Bê-tên đi. Ở lại hết đi. Tao đi mình, tao về với Chúa. Tao không san sẻ sự sức dầu cho ai đâu. Đừng có mơ. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, mặt của Elise hơi bị dày. Mà đúng thiệt, mặt rất dày. Đuổi bao nhiêu lần cứ bảo tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, tôi thề tôi không bao giờ lìa thầy nữa. Đuổi cứ đuổi, tôi đi cứ đi. Bởi vì Elise biết rằng ông có một sứ mạng để hoàn thành, và ông cần sự sức dầu của Chúa. Cho nên chị em, nếu một ngày nào đó anh chị em bị người của Đức Chúa Trời đuổi thì nhớ làm cho cái mặt dày lên chút. Không à? Ai? Đừng tự ái, đôi khi nó dày đó. Và đấy cũng là cách Đức Chúa Trời cho phép để rèn giũa tính cách của chúng ta. Nếu chúng ta quá dễ tự ái thì chúng ta mãi mãi cô đơn. Không à, con người mà. Hai viên bi mà nó không va chạm nhau là chỉ là hai viên bi đứng yên một chỗ thôi. Còn mà lấy cái cây thọc cái là sao nha? Phải va chạm nhau, chuyện bình thường. Trong hội thánh va chạm nhau là chuyện bình thường. Đó, bình thường. Đó là chuyện phải xảy ra. Nhưng mà anh chị em à, hãy tiếp tục lăn, hãy tiếp tục bước tới, hãy tiếp tục chuyển động. Đừng đứng yên, đừng thụt lại, đừng biến mất. Thì đó là cách để cho Đức Chúa Trời rèn luyện chúng ta. Tóm lại anh chị em ơi, hôm nay chúng ta học được những cái chân lý để Chúa sẽ dạy dỗ chúng qua cái chủ đề là đồng vắng. Tôi không biết rằng các anh em mình ai đang ngồi đây đang ở trong đồng vắng không. Nếu có thì hãy cảm ơn Chúa đi, vì đồng vắng là nơi
anh chị em có đủ thời giờ để suy nghĩ về cuộc sống của mình, suy nghĩ về thực tại của mình, suy nghĩ về những điều mình đang gặp phải. Anh em đang nợ, anh em đang bệnh, anh em đang bị ác mộng, anh em đang bị gia đình lung lay, con cái hư hỏng nhiều điều. Thì có thể đồng vắng chính là nơi mà Đức Chúa Trời cho phép để cho anh em nằm đó suy ngẫm về những nguyên nhân của mình. Cái gì cũng có nguyên nhân. Cái gì cũng có nguyên nhân. Và Chúa muốn anh em biết tận gốc rễ nguyên nhân để giải quyết chức điểm năng đề. Chúng ta không giải quyết cái ngọn, chúng ta không giải quyết cái ngọn, phải giải quyết tận gốc. Cho nên hãy cảm ơn Chúa vì điều đó. Và điều thứ nhất mà chúng ta học trong cái bài giảng ngày hôm nay là hãy làm theo cách con người thì luôn đem đến thảm họa sập đổ, nhưng làm theo cách của Chúa thì đem đến sự an ninh và kết quả. Bởi vậy cho nên nhiệm vụ của anh em trong đồng vắng là hãy bắt đầu nghe cho được tiếng nói của Chúa. Ngài sẽ đến với anh em trong những nơi vắng lặng đó, những nơi tĩnh lặng, những nơi mà Kinh Thánh gọi là núi Horeb đó, những tuyệt vọng của cuộc đời, những đáy sâu của cuộc đời, nơi đó anh em nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ chỉ cho anh em đường lối của Ngài trong cuộc sống, để cho anh em đi đến một kết quả là an ninh và thỏa nguyện trong cuộc sống. Đừng chầu rộng nữa, đừng vùng vẫy nữa. Anh em biết không, người ở trong xiềng xích đó, mà càng vùng vẫy càng lâu, càng vùng vẫy càng lâu, không thoát được đâu. Chúng ta cần Chúa để thoát ra. Amen. Thứ hai, đó là qua câu chuyện của Eli, chúng ta học được bài học là vấn đề được giải quyết không chỉ bởi năng lực và quyền phép. Không chỉ nha, chứ không phải là không phải. Vấn đề được giải quyết không chỉ bởi năng lực và quyền phép, mà còn cần thêm sự chỉ dẫn chi tiết của Đức Chúa Trời. Phải chỉ phù cái đặt tay cái xong giải quyết đó đâu. Còn phải dạy lời Chúa Trời, dạy họ lối sống, dạy họ cách Đức Chúa Trời muốn họ sống. Cho nên tiên tri TB Joshua nói, nhận sự chữa lành là dễ rồi, nhưng giữ sự chữa lành lại là chuyện khác. Anh em cần lời nghe. Và nhiều người tôi rất thất vọng khi anh em đến với hội thánh chỉ để mục sư đặt tay cầu nguyện chữa lành, giải phóng đủ quỷ rồi về nhà quên hết tất cả mọi điều. Không biết Chúa muốn mình gì, không biết lời Chúa có bao nhiêu chương, không biết Đức Chúa Trời muốn mình thay đổi cái gì, không biết rằng Chúa muốn sửa cái miệng mình, cái lòng mình, mối quan hệ của mình như thế nào. Anh em ơi, đó là thảm họa. Đó phải là cách của người không ngon. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng là vấn đề được giải quyết không chỉ bởi năng lực, không phải quyền phép không, mà còn cộng thêm sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong đời sống. Thì anh em mới bứng gốc rễ lên. Ok anh Giang, đây là bài học thứ hai. Bài học thứ ba đó là chính trong đồng vắng, chính tại chân núi Horeb, nơi tuyệt vọng, nơi hoang vắng đó, thì con người mới có thể nghe Chúa một cách rõ ràng và thuận phục Ngài. Còn nếu như chúng ta không ở trong đồng vắng, chúng ta vẫn còn cậy sức lực của mình, chúng ta vẫn còn nghĩ theo cách của mình, giải quyết nợ nần theo kiểu của mình, chữa bệnh theo kiểu của mình, giải quyết năng đề gia đình theo kiểu của mình, thì Đức Chúa Trời im lặng. Hãy làm đi con. Con làm cho đến khi nào con ngồi dưới gốc cây đòi chết thì ta hiện ra. Đó là cách của Chúa. Và dĩ nhiên anh em mình không ai muốn đến thời điểm mà phải cứ ngồi dưới gốc cây đòi chết, đúng không? Cho nên khi anh chị em ở trong đồng vắng, hãy thuần phục, hãy lắng nghe. Vâng lời là một liều thuốc tốt nhất cho mọi nan đề. Chúng ta hãy vâng lời. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Cảm ơn Ngài vì những lời Ngài buổi sáng hôm nay. Anh chị em có học được điều gì không? Anh chị em có ảnh hội được điều gì cho linh hồn của mình không? Cảm ơn Ngài.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên buổi sáng nay tôi biết anh chị em có nhiều nan đề cần giải quyết. Có những một số anh em đến để cầu nguyện cho điều nọ điều kia. Và sứ điệp tôi muốn chia sẻ cho anh em nhằm tới một điều thôi. Anh em ơi, cần Chúa và phải lắng nghe Chúa, sống với Chúa. Không phải đến đây để một sự làm phép cái là không. Cái từ làm phép này nó hơi nghe quen quen đúng không? Phải, chỉ có thầy bùa mới làm thôi. Người của Chúa Giê-xu không làm phép, mà đến đây để giúp anh chị em thay đổi lối sống, giúp anh chị em bớt nói dối đi, vợ chồng phải tha thứ nhau, ta nói mà nghe, nó không, nó bảo ô mày đang bị hại, cũng đi, làm này làm nọ đi, và đó là điểm khác biệt. Cho nên hỡi chị em đang có những nan đề ngày hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em một điều rất đơn giản thôi, đó là anh em phải thay đổi lối sống để giữ được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà phải nhắc đi, nhắc lại. Nhắc tới, nhắc lui. Nếu anh em đến đây để được cầu nguyện, để được chữa lành, được giải phóng ma quỷ, anh em về, anh em nói kinh thánh là gì, tôi không biết, Chúa Giê-xu là ai, tôi không cần biết. Ba ngày sau, bảy con khác nhập vào đời sống anh chị. Cho nên tốt hơn hết, đừng đến đây cầu nguyện mà chưa sẵn sàng thay đổi lối sống. Đó là lời khuyên chân thành, đừng cầu nguyện. Vì anh em cầu nguyện sẽ tệ hơn. Anh em cầu nguyện sẽ tệ hơn. Bệnh sẽ nặng hơn, ma quỷ sẽ nhiều hơn. Cho nên phải thay đổi lối sống, phải ăn năn đi. Tất cả những gì thờ ma lại quỷ phải dẹp đi. Đó là điều Chúa mong lắm. Có người nói, lại có người lần có anh đến với tôi, dẫn vợ đến. Vợ thì quỷ ác, vừa đặt tay lên cái nó múa như được phi công, ăn rồi múa như công vậy. Có nhiều đủ quỷ. Và tôi nói anh ơi, Chúa nói rồi, nếu anh không mời Chúa vào lòng vào cuộc đời anh và vợ anh thì một con nó ra bảy con nó vô. Tại sao? Vậy thì bây giờ anh có đồng ý mời Chúa vào lòng không? Anh có thờ phượng Chúa không? Anh có đầu phục cuộc đời anh cho Chúa, gia đình anh cho Chúa để anh được bình an không? Anh nói tôi thì tôi rất là muốn vợ tôi được tự do, tôi muốn là vợ tôi được sống một cuộc đời bình an. Nhưng mà mục sư ơi, hãy cho phép tôi thờ hai ông được không? Này căng rồi. này đúng, lần đầu tiên tôi nghe giật nảy mình luôn. Nó thờ hai ông là ông nào? Chứ bây giờ tôi bỏ mấy ông kia tội quá, không bỏ được. Ôi, không bỏ được. Cho nên hỏi anh chị em ơi, có những điều rất là rất kỳ cục, nhưng mà nó vẫn xảy ra trên cuộc đời của con người. Có ai thở đời nào mà đến với ông bác sĩ, mà bác sĩ nói anh ơi anh uống nhầm thuốc độc rồi, cái bình nước anh uống mỗi ngày là thuốc độc rồi, bây giờ tôi muốn chữa cho anh, nhưng mà anh bỏ cái bình thuốc độc đó đi. Cái ông đó nói thôi một bác sĩ ơi, cứ chữa cho tôi đi, mà tôi xin mỗi ngày tôi uống vài ngụm được không? Nghe nó rất là điên khùng.
Nhưng mà sự thật trong thế giới tâm linh vẫn có người muốn như vậy, muốn được cả Chúa được cả quỷ ngồi hai bên. Lá luôn. Cho nên trở lại vấn đề, anh chị em à, hãy ăn năn, hãy từ bỏ, hãy thay đổi, vì Chúa đến cho chúng ta sự sống. Và sự sống này phải trả giá bằng huyết, phải trả giá bằng sinh mạng của Ngài trên thập tự giá. Và khi chúng ta được sự sống này, chúng ta phải trân quý nó. Nếu anh em hiểu đến tầng cùng, anh em có thể vứt bỏ tất cả mọi sự để nói với Chúa rằng: lạy Chúa, trong cuộc đời con hôm nay, con đã tìm thấy sự sống và con trân quý nó. Tất cả mọi sự khác là rơm là rác. Lạy Chúa, con trân quý điều này. Lạy Chúa giúp con có và hiểu điều này. Lạy Chúa cho con đi với Ngài mỗi ngày. Lạy Chúa cho con biết Ngài mỗi ngày. Và anh em sẽ siêng năng đến hội thánh. Anh em sẽ không bỏ buổi nhóm. Anh em đến để nghe mục sư giảng, người nọ giảng, người kia giảng, lấy sách, lấy kinh thánh về đọc. Vì đó là sự sống cho anh em. Nhưng nhiều người không hiểu điều này. Nhiều người chỉ tìm đến hội thánh nhà muôn dân để mục sư ông khỏ cái bóp cái rồi xong. Tao chạy về, tao xong rồi. Xin thưa anh chị em, không xong đâu. Không xong. Nếu tôi nói với anh chị em là xong á thì tôi nói dối. Không xong đâu. Yên tâm đi. Sẽ đến một ngày phải ngồi dưới gốc cây xin chết á, thì lúc đó lại trở lại lần nữa. Anh em cần sự ăn năn. Anh em cần sự nghiêm túc với cuộc sống của mình. Amen. À, và tôi rất là thích thú, phấn khích, cảm thấy hết cả tấm lòng để giúp đỡ những anh chị em nào thật sự biết ăn năn, biết thay đổi. Còn đến tìm thì thua rồi. Quyền cao chức trọng, tiền nhiều, nhà xe hơi, nhà lầu xe hơi, cái chuyện đó đối với Chúa nó không có một cái giá trị nào đó. Giá trị Chúa nhìn vào linh hồn con người. Và cái người ăn mày ngồi kia cũng quý như cái người đang ngồi trên ghế của chủ tịch. Khác gì? Đối với Chúa không khác một chút nào. Cho nên tất cả mọi người đều phải ăn năn. Không phải vì mình làm giám đốc cho nên không cần ăn năn. Ôi tôi làm chủ tịch cho nên không cần ăn năn, tôi chỉ cần chữa lành thôi. Quên chuyện đó đi. Phải ăn năn. Nếu không ăn năn thì xin mời đi về. Ha, ok. Vậy đi cho nó nhẹ, đúng không? Không cần cầu nguyện. Vì nếu tôi cầu nguyện cho anh em, tôi làm hại anh em. Thiệt mà. Tôi làm hại anh em bởi vì cầu nguyện xong cái tiêu. Tại vì có một kinh nghiệm này, nói chui chút xíu để chúng ta học bởi kinh nghiệm. Có một lần lâu rồi, tôi đến đầu dưới Tân Bình kia, tôi cầu nguyện cho cái chị kia. Chị này là thầy bói chính hiệu luôn, nhà thờ cúng kinh khủng lắm. Và chị liên tục nghe cái tiếng của con quỷ nó nói để chị bói cho người ta. Và chị có được rất nhiều tiền. Chị sống bằng nghề đó mà. Nói chính xác luôn. Mỗi lần chị bói là con quỷ nó hiện ra ngồi bên cạnh. Nó nói lấy tên gì hôm qua nó ăn trộm ăn cắp ở đâu. Nói mình bắt kia vũ hoảng hồn mà linh thế. Và tôi đến giảng ở đó. Thì chị ấy đến, chị bảo là: mục sư ơi, tôi bị đau đầu nửa người này, từ cột sống từ đỉnh đầu đau chịu không nổi, đau nhức triền miên ngày đêm, nhưng mà không có thuốc gì chữa được. Bây giờ mục sư cầu nguyện giúp tôi đó. Thế mọi người mới nói là chị ấy dạy vậy đó. Tôi nói bây giờ chị đồng ý chị ăn năn không? Chị phải từ bỏ Satan, chị phải trở lại với Đức Chúa Trời. Chị phải nói rằng: lạy Chúa ơi, hôm nay con về con sẽ dẹp tất cả đồ cúng của con, dẹp tất cả bàn thờ, con dẹp tất cả kinh kệ sách báo nào mà con đã từng thờ lại ma quỷ. Thì chị nói là được, đồng ý. Mà tôi thì trong thâm tâm này, tôi nghĩ là sao mà nhanh đấy, chắc cái này là muốn chữa bệnh thôi chứ làm gì nhanh. Và bắt đầu tôi cầu nguyện cho chị ấy. Ngay khi đặt tay lên, có một cái lò lửa nó đến. Một lò lửa bao trùm cả cột sống, cả vai, cả người, và nó nóng hừng hực như vậy đó. Nóng vậy thôi, tất cả nóng hừng hực. Mà chị bảo sao mà nóng. Và một chập nữa thì những cái sợi
đau đớn này bắt đầu nó dịu đến và nó hết. Tối đó chị về thì tôi nghe người mà chăm sóc dẫn đến kể lại, chị thấy bệnh chị hết rồi, cho nên chị nói là, chị nói với người đó, chị nói bây giờ thú thiệt với em chứ, chị bỏ cái nghề này lấy gì sống, bao nhiêu năm nay chị kiếm sống nuôi con rồi cho nó ăn nó học rồi đủ thứ bằng cái nghề này, mà bây giờ chị dẹp đi thì sống bằng cái gì? Thôi giờ bệnh thì nó cũng hết rồi, thôi để chị hành nghề tiếp tục để chị nuôi con rồi tiếp tục hành nghề. Và anh em biết điều gì xảy ra? Ngay khi tiếp tục hành nghề, ngay khi chị quyết định như vậy, thì tối hôm đó một con quỷ nó hiện ra giữa đêm luôn. Nó hiện rõ ràng và nó nói: mày tại sao mày dám cả gan bỏ tao đi thờ người khác? Ngày hôm nay tao tưởng mày bỏ thì tao sẽ lấy mạng mày. Và nó hiện ra với một cái sự kinh dị như vậy, nó dọa dẫm và nó làm cho chị này đem lại kể cho hội thánh đó, nhóm đó. Đó bây giờ sao trước đây thờ nó hiền lành, nó nói cho mình gọi là những cái này để kiếm tiền, mà sao bây giờ hôm nay nó hiện ra hung dữ và nó dọa lấy mạng thôi, bây giờ phải làm gì? Thì mọi người mới cho lời khuyên là: chị ơi, đây chính là cái giây phút quyết định của cuộc đời chị. Satan bởi sự cầu nguyện nó đã rời đi và bây giờ chị quyết định thì nó đến để nó dọa, nó đến để nó nói chị, nó đến để nó hăm dọa rằng bây giờ phải cúng thờ, phải tiếp tục đi với không là nó lấy mạng. Nhưng xin thưa với chị rằng đó là lời dối trá của nó, không ai lấy mạng của chị đâu. Chị có bằng lòng để đi với Chúa Giêsu luôn hay không, tất cả mọi sự hay không? Mọi người khuyên quá chừng khuyên một hồi, cuối cùng anh em biết điều buồn bã gì xảy ra? Chị nói là: thôi, tôi rất cảm ơn các anh, cảm ơn mục sư, cảm ơn mọi người đã cầu nguyện, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ trở lại với cuộc sống của tôi. Thế là tiếp tục thờ ma lại quỷ đi, bôi toan bôi kho. Và anh em biết bệnh tật trở lại gấp 7 lần hơn, đau đớn khổ sở gấp nhiều lần hơn. Những cái điều tồi tệ đến trên đời sống của người nữ này mà tôi biết, cho nên nó kinh khủng lắm. Anh em đến đây để được cầu nguyện giải phóng, anh em hãy theo Chúa Giêsu luôn, quyết định dứt bỏ ăn năn. Còn nếu chúng ta chập chờn ở không, nó sẽ đến nó dọa dẫm kéo anh em trở lại. Và khi anh em trở lại rồi thì anh em biết điều gì không? Nó sẽ nói thế này nè: tao tưởng đâu từ xưa đến nay mày trung thành với ta, mà bây giờ mày tìm cách để thoát ra, thì bây giờ ta sẽ đóng khung 7 lần hơn để nhốt mày vào đó, ta sẽ hành mày hơn 7 lần hơn, ta sẽ làm nhiều điều tồi tệ hơn để cướp linh hồn luôn. Cho nên đừng đùa với thế giới thuộc linh nha anh chị em, đừng đùa với những sự cầu nguyện chữa bệnh bằng tâm linh nha anh chị em, đừng đùa với những sự giải phóng, giải cứu khỏi ma quỷ bằng tâm linh nha anh chị em. Đó là một việc làm hết sức nghiêm túc và nguy hiểm nếu anh chị em thiếu hiểu biết, rất nguy hiểm. Chẳng thà anh em bệnh đến bệnh viện người ta chữa cho ok, vì khi đã nhờ cậy đến thế giới tâm linh thì anh em phải biết anh em cần phải đu vào ai. Anh em biết phải đu vào ai không? Đu vào Chúa Giêsu. Nếu em rơi nha, đó là thảm họa, thảm họa. Hãy đi với Ngài luôn, vì chỉ có Chúa mới giúp đỡ chúng ta mà thôi. Amen. Đấy là những lời mà tôi muốn nói với những anh chị em hôm nay đến để cầu nguyện chữa lành, đến để giải phóng, đến để có những nhu cầu vân vân. Anh em hãy biết điều đó nha, đừng có nói rằng là con tôi, chồng tôi, gia đình tôi bắt tôi thế này thế nào. Quên đi, sự sống là quý hơn, những cái sự đó không là cái gì hết á. Anh em tin Chúa không ai cấm được anh em hết á, không ai cấm được, cho nên không có ngụy biện gì đấy, có ngụy biện gì đây, có người nó uống người này cấm, quên đi, ai cấm sự gì trong lòng anh chị em được, ai cấm cái điều đó được? Khi anh em đã quyết thì không ai cấm được hết, không ai cấm. Và Đức Chúa Trời có quyền bảo vệ anh em. Hãy đi với Ngài luôn. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài.